Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh hàng Nhật của em. Ngày hôm nay em sẽ lại có một cái chiếc video mới nữa, giới thiệu một số cái sản phẩm đồ gia dụng cũng như là túi xách đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Em xin nhắc lại số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video. Cả nhà mình có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào số điện thoại này để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị. Đối với vấn đề thanh toán thì như em cũng có nhắc ở những video trước thì em sẽ nhận chuyển khoản hoặc là nhận chuyển cọc trước, sau đó em sẽ gửi hàng đi cho khách, và khi mà khách nhận hàng về nếu mà nó có lỗi lầm hay là nó có sai khác gì thì mà em không có báo trên video thì mình cứ liên hệ lại và em sẽ xử lý hết, và rất là có trách nhiệm và uy tín với cái những cái món hàng mà em giới thiệu với anh chị, cho nên là mua hàng ở em thì anh chị cứ yên tâm anh chị ha. Đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em sẽ có một số cái bộ muỗng nĩa tiếp tục giới thiệu với anh chị. Bộ muỗng nĩa hôm nay thì nó đặc biệt ở cái là em có được 3 bộ mà mạ vàng, mà riêng cái bộ này á, là mạ vàng 24 thật luôn nè anh chị. Bộ này người ta ghi là salad spoon and pot ha. Đó là gồm có một cái muỗng và một cái nĩa dùng để trộn salad, tức là cái size của nó là cái size to, size để mình trộn. Nó full hộp như này. Tuy nhiên cái hộp thì nó hơi cũ nha, nhưng mà còn sản phẩm bên trong thì mới, chưa sử dụng. Nó sẽ gồm có hai món như này. Rất đẹp anh chị ha. Anh chị nào mình thích mua sưu tầm hoặc là mình mua mình trưng bày trong những cái tủ đồ hoặc là mình mua tặng á, thì mình có thể lấy bộ này, tại vì bộ này nó rất là đẹp luôn và nó full hộp như thế này. Chất liệu bên trong nó là bằng stainless steel, bằng thép không gỉ, và nó được mạ một lớp vàng 24 nè anh chị. Rất là có giá trị sưu tầm cũng như là mình tặng nhau anh chị ha. Bộ này thì cái size nó to và cả bộ thì nó chỉ có hai món như này thôi. Cái này người ta chưa có tháo luôn nè, cái này là hôm nay em mới tháo luôn á. Sao để tháo ra cho nó an toàn ta. Đó. Thôi em sẽ giới thiệu như vậy luôn nha, khỏi tháo anh chị ha. Để anh chị về mình tự tháo thì nó sẽ thích hơn. Kích thước của nó sẽ to nha anh chị. Cái muỗng á là được 25, còn cái nĩa là dài được 27 lận. Tức nghĩa là nó rất là to so với những cái muỗng nĩa mình sử dụng để mình ăn uống bình thường. Cái này là dạng để trộn salad hoặc là các anh chị trưng bày nha. Nó ở phía bên này thì nó sẽ có chạm chỗ hình, cái này là giống như hình cái vương miện này, còn này là hoa này, rồi mặt sau quá thì người ta có ghi cái dòng chữ là stainless steel japan 24 carat gold blended, tức nghĩa là chất liệu bên trong đó là bằng thép không gỉ của Nhật nha, và được mạ một lớp vàng 24 thật ở trên cái bề mặt, là mạ vàng thật anh chị ha. Cái hoa văn của cái muỗng này thì hình nó giống như là một cái vỏ sò vậy đó anh chị, rất là đẹp ha. Còn cái nĩa thì nó cũng khá là dài, rất là phù hợp để anh chị nào mà mình thích trưng bày, thích sưu tầm thì nó rất đẹp luôn. Và bộ này nó không có lỗi lầm gì hết. Hộp thì hộp giấy nha anh chị. Phải chi người ta làm cái hộp gỗ thêm cái nữa thì mình nhìn thấy nó sẽ xuất sắc hơn nữa anh chị ha. Nhưng mà kể cả nó là hộp giấy thôi thì mình nhìn mình thấy cũng rất đẹp rồi và cũng rất là lạ rồi. Để em lật nó lại. Rồi. Đó. Bộ này thì giá của nó cũng rất là sưu tầm thôi. Giá của nó là 950 ngàn. Mình chốt cho em mã là bộ muỗng mạ vàng ha, 950. Và bộ này thì duy nhất có một bộ thôi. Và giá cũng hơi cao so với những cái bộ mạ vàng còn lại. Nhưng mà được cái này là cái dáng của nó cũng lạ. Và nó mạ vàng thật và có cái chứng nhận là vàng thật ở đây nè anh chị ha. Mạ thôi nha anh chị, chứ không phải nguyên cái bằng vàng đâu. Mạ vàng thật. Thường thì anh chị chú bác mình hay tìm những cái bộ muỗng nĩa mà hoặc là những cái món đồ gia dụng mà mạ bạc hoặc là mạ vàng hoặc là khác hơn nữa thì bằng đồng, còn mạ thì là thích mạ bạc mạ vàng như vậy. Thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó có giá trị, còn thứ ba và quan trọng nhất nó cũng là nó tốt cho sức khỏe của mình. Và khi mà mình ăn uống bằng những cái món này, những cái đồ này, những cái muỗng, những cái nĩa này thì cảm giác của mình này thức ăn nó sẽ ngon hơn. Đó, đó là cái tại sao mà anh chị chú bác mình hay tìm săn những cái bộ này. Rồi nhưng mà bộ này là mới tinh luôn nha anh chị, cũng khó tìm được một bộ thứ hai. Giá 950 ngàn, bộ muỗng mạ vàng anh chị ha. Tiếp theo là em sẽ có một cái bộ này cũng rất đẹp nè. Bộ này hôm qua thì em có up hình ở trên Zalo. Nhưng mà chưa có duyên với ai hết. Bộ này thì nó bên ngoài của nó thì cái màu mạ cũng là màu vàng luôn này, nhưng mà nó không có cái ghi là vàng 24 hay là vàng gì hết anh chị ha, chỉ là về về sắc màu thôi, là nó mạ màu vàng đó. Cái
cái hộp của nó sẽ là như này. Đây là cái hộp giấy của nó nè, rất là đẹp luôn. Cái này mình vẫn mua làm quà được ha anh chị ha, nó rất đẹp và độc lạ. À, cái hoa văn của nó ở dưới này là như thế này, là Á Đông. Một cái muỗng như này thì kích thước của nó sẽ là 12.5, 12.5 mà không ghi hiệu anh chị ha, không có ghi hiệu gì hết. Nhưng mà độ dày của nó thì cũng, nói chung là cầm lên nó thì nó cũng khá là xịn sò, chứ không phải là cầm lên mình cảm thấy là làm cho có anh chị ha, làm rất là tỉ mỉ và xịn sò và nặng tay nha. À, cái phần này thì nó độc đáo ở cái chỗ này, và cái phần muỗng thì nó giống như cái chiếc lá vậy nè. Rất đẹp anh chị ha. Những cái món đồ mà thật sự khi mà em giới thiệu với anh chị là em rất là tâm đắc luôn, và cũng có thể là lần đầu tiên em gặp và cũng sẽ không gặp lại lần thứ hai nữa. Cho nên là mình tại sao mà mình thích săn những cái hàng như thế này, hàng độc lạ như này anh chị ha, tại vì nó rất độc đáo luôn, không phải ai cũng có đâu. Đó, bộ này thì mình dùng để uống cà phê, uống trà, hay là mình dùng để ăn bánh ngọt gì đó, vân vân anh chị ha. Rất đẹp luôn. Cả bộ của nó sẽ gồm có 1 2 3 4 5 cây như này, dạng nhỏ nhỏ anh chị ha. Giá của nó là 650.000. Mình chốt giúp em mã là muỗng họa vàng, muỗng mạ vàng họa tiết đi. Nó có họa tiết đây ha. Muỗng mạ vàng họa tiết 650.000 cho bộ này. Cầm rất là nặng tay nha anh chị. Một bộ nhỏ như này ha. Rồi, một bộ mạ vàng tiếp theo là em có một bộ này. Cái hộp cũng là bằng giấy luôn. Bên trong nó sẽ là như này, cũng rất là dễ thương nè. Đó. Bộ này thì nó cách điệu hơn tí xíu nữa, là họ làm cái hình của cái nốt nhạc. Và một bộ nó sẽ gồm có một cái muỗng lớn này để dạng như là mình múc nè. Còn những cái muỗng này thì để mình khuấy, hay là mình để lên trên cái ly mình trang trí nè. Đó, cái muỗng nó sẽ là như này nè anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Cái phần tay cầm người ta cách điệu thêm, nhìn nó giống như một cái nốt nhạc vậy đó. Kích thước của nó cũng là phù hợp để mình uống trà, cà phê thôi. Size của nó sẽ là được 10.5. Đó, và nó kiểu như này, rất là xinh luôn anh chị ha. Ở trên đây người ta ghi cái chữ là tea time, tức là cái bộ này để dùng để cho cái mình uống trà đó anh chị. Mình ở đây thì mình có thể uống trà hoặc là uống cà phê buổi sáng gì đó ha, hay là mình trang trí cho cái bàn tiệc của mình thôi, thì nó cũng rất là đẹp rồi đó. Cái muỗng to này chắc là để múc đường hay là múc trà cà phê gì nè anh chị. Cái muỗng to này thì nó cũng tương tự như vậy, nó cũng khoảng 10.5 thôi. Và nó cái mạ màu vàng anh chị ha, nó cũng không ghi hiệu gì đâu, không ghi hiệu gì hết, nhưng mà rất là nặng tay, cho nên là anh chị yên tâm khi mua những bộ này nha. Rất là có, nó rất là đẹp để mình sưu tầm cho cái gian bếp nhà mình nó phong phú đa dạng hơn. Bộ này thì giá của nó cũng là 650.000. Mình chốt giúp em mã là một bộ muỗng trà âm nhạc, giá 650. Đó, 650 cho một cái bộ rất là xinh này, xinh xắn, nhỏ gọn, dễ thương. Tiếp theo là em sẽ có một cái bộ muỗng của Givenchy, một cái thương hiệu rất là đình đám ha. Bộ này thì của thương hiệu của châu Âu nhưng mà được bán tại Nhật. Đó. Một bộ nó sẽ là 16 món này, và mã vạch đồ là của Nhật hết anh chị ha. Đa phần những cái khăn hoặc là những cái muỗng nĩa mà anh chị mua ở em á, thì thường là từ Nhật về mà. Cho nên là đa phần những cái thương hiệu lớn châu Âu hay gì đó thì nó cũng sẽ là được bán tại Nhật. Cho nên là ít lắm thì nó mới là những cái hàng đã qua sử dụng hay gì kia, thì nó mới là của Pháp, của Ý này nọ kia thật sự thôi. Còn không là người ta thương hiệu này, thương hiệu cao cấp này, và người ta bán cho thị trường Nhật. Và cái thị trường Nhật thì là một cái thị trường tiêu dùng rất là khó tính rồi. Cho nên là khi mà mình xài hàng mà bán ở nội địa của họ thì mình cũng rất là yên tâm anh chị ha. Bộ này thì nó sẽ là như này, cái hộp bằng giấy nha anh chị. Bộ này là của Pháp, thương hiệu Givenchy. Nó có 16 món. Đây, cái chữ Givenchy người ta dập ở đây. Chất liệu là bằng thép anh chị ha, bằng thép không gỉ 18-0 Givenchy. Cái logo của họ này mình gặp rất là nhiều ở túi sách này, nước hoa, mắt kính, rồi bộ muỗng nĩa như này nè, rồi khăn mình cũng có gặp nữa. Giống như dạng người ta sản xuất tập đoàn nha anh chị ha, người ta nổi tiếng xong rồi người ta bán gì cũng được. Đó, Givenchy anh chị ha. Mà cái thiết kế của nó rất là đơn giản nha, đơn giản sang trọng chứ không có nhiều hoa hòe gì đâu. Size của nó sẽ là, size cái muỗng lớn á, là được 18cm này. Ồ, được 1, 2, 3, 4, 5 cái muỗng lớn. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 cái nĩa, nhưng mà nĩa này nhỏ nha anh chị. Là được 13, cái nĩa là được 13cm này. 5 cái nĩa, 2, 3, 4, 5. Rồi trên đây là có được một cái dao nhỏ này,
5 cái muỗng nhỏ. Cái muỗng nhỏ thì cái thiết kế nó y chang nhưng mà chỉ là cái size nó nhỏ hơn thôi. À, nó được 13 cm. Tức là cái muỗng này với cái đĩa này là một cặp nè. Đó, nhưng mà còn cái muỗng này, muỗng lớn này thì nó riêng lẻ, nó không có cái đĩa lớn anh chị ha. Nhưng mà không phải là bị thiếu đâu, người ta sản xuất nó chỉ vậy thôi. Rồi cái bộ này giá của nó là 720.000, mình chốt giúp em mã là bộ muỗng Pháp Givenchy giá 720. Hoặc là anh chị nào mình có xài Zalo thì mình chụp lại giùm em cái màn hình anh chị ha. Nhiều khi á là cái video ngày hôm nay hoặc là với cái video ngày hôm qua thì em làm thủ công mà, cho nên là em theo dõi trên video á thì em sẽ báo cái mã để cho anh chị dễ nhớ, dễ ghi thôi. Chứ thật sự cũng không có theo dõi phần mềm gì hết, cho nên là đôi khi cái mã nó bị trùng nhau giữa cái video này với video kia. Thì có khi anh chị nói cái này mà em cứ nghĩ là cái khác mình chốt, rồi nó lại mất công mình đổi qua đổi lại anh chị ha. Nếu mình có xài Zalo thì mình có thể tiện thì mình chụp giùm em cái màn hình là ok nhất. Rồi em có một cái bộ muỗng tiếp theo là của thương hiệu Valentino. Nó cũng giống như Givenchy vậy đó, mà sản xuất rất là nhiều mảng luôn, giống như dạng một tập đoàn lớn người ta sản xuất rất là nhiều mảng luôn. Cái hộp này rất là dễ thương nè, nó màu vàng và nó họa tiết hoa, và cái hộp này bằng giấy anh chị ha. Cả bộ của nó sẽ gồm có cũng 1 2 3 4 5 cái muỗng lớn nè, nhưng mà cái muỗng lớn này thì nó hình tròn như này. Đây. Ở dưới này người ta dập đó là Giovanni và Valentino của Italy ha, thương hiệu của Italy, stainless steel. Và cái bộ này thì được bán tại thị trường của Nhật. Cái chữ V này nè, anh chị thì gặp hoài anh chị ha, nếu mà mình hay đi săn hàng Nhật là mình chắc chắn sẽ gặp cái thương hiệu này. Túi xách đồ của nó thì rất là nhiều luôn, và hình như là ở Nhật người ta rất là chuộng cái hiệu này anh chị. Đa phần hàng từ Nhật về là túi là lúc nào cũng phải có cái Valentino này hết. Thấy kênh nào cũng có cái Valentino để bán hết. Tại vì ở Nhật, và đặc biệt là những cái chiếc clutch mà màu nâu, mà cái họa tiết bằng canvas, mà cái họa tiết đặc trưng của nó đó là nó rất là dễ gặp luôn, và chất lượng rất là cao ha, cho nên là anh chị rất là thích. Rồi tiếp theo về cái bộ đề tiếp nè, gồm có 5 cái muỗng lớn nè, một cái dao nhỏ này, rồi một cái muỗng hình vỏ sò này, dễ thương quá. Rồi xong rồi tới 1 2 3 4 5 cái nĩa nhỏ. Đây, 5 cái nĩa thì nó cũng là size khoảng 13 thôi, nói chung là cái size thông dụng để mình ăn bánh ngọt hay gì đó anh chị ha. Rồi 5 cái muỗng cũng size 13 luôn, 5 cái muỗng nhỏ size 13, full hộp và mới chưa sử dụng đâu, và một thương hiệu rất là lớn nha. Giá của nó cũng là 720.000, mình chốt giúp em là bộ muỗng Valentino 720.000 ha. Cái hộp rất đẹp luôn, các anh chị mua làm quà tặng được nha. Đó. Cái hộp dễ thương quá. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái bộ này, cái hộp này thì bằng gỗ nè, ta dán một lớp màu đỏ lên. Hộp này để xem, nó là của Nhật nha anh chị. Hộp này là của Nhật, và cái hiệu này nè, em lại quên rồi, cái hiệu này là mình hay gặp lắm luôn nè. Em bán cái những cái bình giữ nhiệt đồ của hiệu này cũng nhiều nè. Đấy, cái bông hoa này nè anh chị. Nó là bằng thép không gỉ, stainless steel. Đây, 18x8 ở đây nè anh chị. Rồi, size của nó là 12 cm, và nó bao gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 món. Tức là có 5 cái muỗng pha cà phê như này, 5 cái nĩa nhỏ để mình ăn bánh ngọt như này, và một cái muỗng tròn và một cái dao. Tại sao mà anh chị lại hay đi mua những cái đồ mà muỗng nĩa, mà thậm chí cả là mình đi mua hàng cân ký, hàng đã qua sử dụng rồi? Tại vì những cái thép không gỉ kiểu này, những cái thép không gỉ mà hàng cao cấp á, thì khi mà anh chị sử dụng một thời gian á, thì nó không phải là như những cái hàng mà trôi nổi mình mua ở ngoài chợ 20-30 ngàn một cái đâu. Là mình xài một thời gian rất là ngắn thôi là những cái đó nó bị đen xuống liền. Và kể cả là mình nhìn thấy là mình không dám xài nữa, là tại vì sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nó sẽ ra ten những cái chất này chất kia mình không biết. Nhưng mà đối với những cái hàng thép không gỉ cao cấp, đặc biệt là hàng của Nhật thì mình yên tâm ha. Thép không gỉ cao cấp, những cái chất liệu cao cấp như này thì khi anh chị xài một thời gian nó sẽ bị xuống màu từ từ. Thì cái nào xài nó cũng phải cũ, cũng phải xuống màu thôi, nhưng mà nó từ từ, và nó chỉ dạng như là nó đầm màu xuống từ từ thôi, chứ nó không phải tự nhiên cái ngày đẹp trời mình ra mình nhìn cái nó đen thui hết, không có vậy anh chị ha. Cho nên là anh chị rất là đi săn tìm cái này. Và thậm chí khi ngày xưa em chưa có bán
chưa có biết bán hàng này nữa, thì em cũng có đi thử một số cái chợ mà người ta bán hàng bãi đó. Và bản thân em ban đầu em cũng thích, rất là thích những cái hàng cân ký, đồ thủy tinh nào hoặc là đồ sứ, gốm sứ, nó rất là độc lạ. Và thường đó là những cái chợ đó là họ sẽ bán hàng cân ký đã qua sử dụng. Mình nếu mà mình muốn mua thì mình có thể mua kiểu như vậy, nếu mà mình xài được đồ đã qua sử dụng. Còn nếu mình không muốn xài đồ qua sử dụng thì mình có thể săn ở những cái kênh bán hàng như em đây ha. Thì những cái bộ này nó sẽ giá nó nhỉnh hơn chút, nhưng mà họ chưa có sử dụng và lại rất là an toàn nữa. Bộ này là của Nhật anh chị, thương hiệu của Nhật ha, tác Nhật ở đây. Hộp thì bằng gỗ luôn, giá của nó là 580.000. Mình chốt cho em mã là bộ muỗng Nhật hộp đỏ, giá 580. Những cái giá này khi mà anh chị nghe giá 5 6 700 ngàn thì mình thấy rồi cũng hơi đắt ha, nhưng mà thật sự là khi mình tính ra một một set như này nó có rất là nhiều chi tiết luôn, cho nên là tính ra một cái thì nó sẽ không có mắc hơn so với anh chị đi mua ở siêu thị hay gì đâu. Ở siêu thị thậm chí có những cái bộ muỗng người ta bán rất là mắc luôn anh chị, nhưng mà nó không được những cái hiệu lớn như 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 vậy. Rồi em có một cái chiếc của thương hiệu Italy, hộp bằng giấy anh chị ha, hộp màu hồng. Ui bộ này dễ thương nè, bộ này nhỏ gọn dễ thương lắm anh chị. Nó cái hiệu của nó là Forneris nè, Forneris ha. Bộ này cũng dùng để mình đồ uống trà uống cà phê nè, màu hồng dễ thương. Và cái chất liệu của nó là bằng thép không gỉ, bao gồm 5 cái nĩa và 5 cái muỗng. Đó, thép không gỉ người ta ghi ở đây ha. Bộ này thì chưa qua sử dụng. Kích thước của nó sẽ là 12 cm, 12 cm nha anh chị. Cái muỗng cũng vậy, 12. Nói chung là bộ này không có gì chê hết, rất đẹp luôn. Và cái hộp nó cũng rất là gọn này. Đó, bộ này giá của nó sẽ là 550.000. Mình chốt giúp em mã là bộ muỗng nĩa Ý, giá 550. Hoặc là mình chụp lại màn hình giùm em anh chị ha, muỗng nĩa Ý giá 550. Muỗng nĩa thì lâu lắm rồi em mới về, và chuyến này em về được một số, giống như là một hai video gần đây thì em giới thiệu muỗng nĩa đó. Và cũng video hôm nay nữa là cũng chắc là cũng hết rồi đó anh chị, cho nên là cũng nếu mà anh chị nào chưa mua được thì mình có thể chọn mua trong video này anh chị ha. Rồi một cái bộ cái hộp rất là hay nè, cái hộp bằng gỗ và người ta dán cái họa tiết hoa lên rất đẹp ha. Rồi tự nhiên người dán cái miếng băng keo này lên đó, rồi đem tháo ra luôn, rất là xinh luôn. À, cái hộp không là mình thấy là ăn điểm rồi. Đây, xuất sắc nha. Bộ này để xem nó là của hiệu gì đây. Hiệu này là của Anh đó anh chị, nó London này. Bộ này thì nó sẽ có 5 cái muỗng lớn, 5 cái muỗng nhỏ và 5 cái nĩa nhỏ. 5 muỗng lớn, 5 muỗng nhỏ và 5 nĩa nhỏ nha. Hàng của Anh. Size của cái muỗng lớn là được 17.5. Size của muỗng nhỏ thì chắc tầm khoảng 12 quá. Đó, size muỗng nhỏ là 12, nói chung là cái size thông dụng để mình uống cà phê đó. Rồi cái nĩa nó cũng là 12.5 luôn. Cái hiệu của nó là hiệu gì? Karen Bay Cook, Karen Bay Cook của London này anh chị ha. London này, đó. Cái hiệu người ta dập ở dưới đây. Rồi nó là chất liệu bằng thép không gỉ, và cái này khá dày đó anh chị, cái bộ này dày nha, dày và nặng tay lắm. Cái muỗng nó cũng rất là dễ thương. Nói chung những bộ này không có phải là kiểu cọ quá đâu, những hàng hiệu lớn đa phần không có kiểu nhiều, nó đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là thanh lịch anh chị ha. Bộ này thì hộp gỗ luôn, hàng của Anh, hộp gỗ ha, mới chưa sử dụng luôn. Và giá của nó sẽ là bộ muỗng Anh, giá là 750.000. Đó, giá 750.000 cho bộ này anh chị ha, nói chung là mới tinh tươm chưa sử dụng đâu. Còn nếu mà anh chị muốn mua hàng đã qua sử dụng thì từ từ em sẽ săn thêm cho mình anh chị ha. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái bình đá đi, hàng cũng đa dạng phong phú nha anh chị, em sẽ giới thiệu từ từ. Cái bình này là của thương hiệu gì, Diamond hả? Diamond này người ta thiết kế sản xuất cho cái Kansai đó. Đấy, ở đây người ta có cái chữ Kansai này. Công ty Kansai rồi đi, cái dưới này là Diamond gì đó, Made in Japan anh chị ha. Cái hộp này thì nó là 3 lít mốt và cái mã của nó là CD gạch 30K. Cái này là để mình đựng đá mình đi du lịch dã ngoại hay là ở nhà mình, nếu mà mình muốn đựng kiểu này để mà mình uống cả ngày á, thì mình có thể lấy cái hộp cái bình này ha. Cái thiết kế của nó rất là đẹp luôn, nó giống như cái bình đá mình hay mua vậy, nhưng mà người ta sẽ không có những cái mẫu thiết kế và màu sắc như này. Kích thước của nó sẽ được là
tính luôn cái nắp là nó sẽ được 25. Đó, về cái đường kính là sẽ được 18 cm. Carry jumbo để mình mang theo đó anh chị, cái bình này dạng để mình mang theo dễ ngoại du lịch đồ đó, người ta thiết kế để như vậy. Đây ở đây là có cái chữ Made in Japan đây ha. Cái phần màu đỏ thì bằng nhựa, còn cái phần mà này nè, cái phần chỗ cái thân này thì người ta ốp một cái lớp kim loại mà rất là mỏng thôi, nó giống như là những cái chiếc bình khác hôm trước giờ em có giới thiệu đó. Cái lớp bên ngoài này là kim loại nhưng mà nó khá mỏng, nó rất mỏng luôn đó anh chị. Cho nên là mình cầm cái bình này nó nhẹ chứ nó không có nặng nha. Rồi ở đây người ta có một số cái ghi chú là dành cho mình đi leo núi nè, mình đi câu cá hay đi săn bắt nè, đi picnic vân vân, nói chung là dùng để mang đi ngoài trời. Khi mà mình cầm đi theo á thì mình cầm theo nước nè hoặc là nước đá gì đó mình bỏ vô trong này ha. Rồi cái nắp của nó sẽ là ở đây, cái mẫu thiết kế nó rất là dã ngoại du lịch luôn đó anh chị. Rồi mình tháo ra như này nè, nó sẽ có cái ron này để mà mình giữ nhiệt ha. Đó, phía bên trong đây, bên trong nó là bằng bằng nhựa và cái lớp chính giữa này thì nó sẽ là giống như là cái bình đá của mình mua vậy đó anh chị, chứ nó không phải là bình dạng giữ nhiệt và inox gì đâu nha. Made in Japan đó đây, đó, cái hiệu Diamond ha. Rồi nói chung là cái bình này thì nó rất là tiện xài thôi. Giá của nó cũng mềm, giá của nó là 580.000. Mình chốt cho em mã là bình dã ngoại giá 580, dung tích nó được 3,1 lít nha anh chị, dung tích là 3,1 lít, nó cũng hay hay. Hoặc là anh chị nào mà mình đi làm mà ở đây thì cái việc mà mình đi dã ngoại đồ thì nó sẽ ít hơn ở nước ngoài ha. Không biết là ở anh chị làm sao nhưng mà ở ví dụ như ở miền Tây tụi em thì đa phần là mình sẽ vô quán hay gì đó, ít khi nào mình đi dã ngoại vô mà kiểu thiên nhiên như vậy lắm. Có thể là anh chị mình đi đi làm hay là gì đó ha, mình đem theo cái bình này nó cũng tiện hơn nữa đó. Rồi 580.000 cho cái bình dã ngoại. Mỗi cái nơi nó sẽ có cái phong cách, kiểu cái cách thói quen sống nó khác nhau anh chị ha. Rồi tiếp theo là em sẽ có video này, em sẽ có một cái nồi men. Cái nồi này thì thật ra là em giới thiệu lại thôi, nồi này em có giới thiệu rồi, size của nó là 20 cm, cái hiệu là Kotobuki Horoway. Horoway tức là nồi men đó anh chị. Cái nồi này thì mới full hộp như này, nó mới full hộp luôn ha. Rồi để em lấy ra, size là 20 cm và cái size này thì mình không dụng, mình hay gặp lắm, hay gặp cái size kiểu này. Cái nồi này thì nắp của nó bằng men luôn. Có nhiều anh chị thì hình như em nhớ là có một anh nào đó dặn em cái nồi mà nắp men như này mà em không nhớ là ai nè. Đó. Ở đây nó có ghi cái hiệu ở trên này ha, tức là dán lên á là chưa có qua sử dụng đó anh chị. Bộ này chưa có sử dụng. Đó. Hoa văn của nó như thế này. Ở trong đây thì nó còn một cái thẻ của cái sản phẩm luôn, người ta ghi về thương hiệu nè. Nồi này thì cái màu của nó là màu men hơi ngà, chứ không phải là trắng tươi nha, chứ không phải là cũ đâu, mà là cái màu người ta làm như vậy đó anh chị. Size là 20 cm và dung tích là được 2,8 lít nè. Đó, hoa văn rất là sáng luôn, rất là sáng tươi luôn ha. Cái đáy thì ở đây cái đáy nó có một chút xíu cái vết trầy nha anh chị, chưa xài nha, nhưng mà ở đây có vết trầy nè, vết trầy kiểu cấn nhẹ thôi chứ không phải là trầy bị đứt nha chị, dạng như là chỗ này nó hơi mô chút xíu rồi mình đẩy qua đẩy lại thì nó cấn chỗ này, rồi còn lại thì ok. Và nồi này thì mình xài được bếp từ anh chị ha. Cán thì là bọc nhựa rất là chắc chắn luôn. Nắp để coi nắp có lỗi gì không, nắp cũng không có lỗi gì hết luôn. Rồi size em đo thực tế nó sẽ là 12.5 nhân với lại 12.5 nè nhân với lại 11 cm, nó được 2,8 lít nha. Cái nồi này thì hôm trước em có giới thiệu đó là 1.150.000, nhưng mà hôm đó thì em không có phát hiện ra cái lỗi này đó anh chị, em không thấy cái lỗi này ha, cho nên là do có một chút xíu lỗi chỗ này không đáng kể đâu anh chị ơi. Đó, nó không đáng kể, nó trầy nhẹ thôi ha, cho nên là em sẽ bán cho mình với giá chẳng là 1.000.000 luôn. Anh chị nào thích thì mình chốt giúp em mã là nồi men hoa 1.000.000 nha. Giá 1.000.000 mình nghe nó hơi nặng nề ha, nhưng mà thật ra là
giá trị của nó cao lắm, và thông thường ở kênh của em thôi á là giá của nó đã cao hơn với 1 triệu nhiều rồi đó anh chị. Không phải là em bán giá mắc đâu, mà là khi mà em nhập về nó cũng rất là cao anh chị ha, không có dễ nhập những cái nồi nem này đâu. Cho nên là anh chị nào thích á thì mình có thể chốt thử, ví dụ như mình thấy giá cao quá, mình không biết là chất lượng như thế nào, thì mình có thể chốt thử những cái nồi mà em đang bán sale giá rẻ hay gì đó, thì để mình về mình xài thử xem là nó chất lượng đến đâu và nó có thật sự như đúng ý mình không. Thì nếu mà đúng ý rồi thì những lần sau thì nó có những cái siêu phẩm khác, thì anh chị có thể mua ủng hộ kênh giúp em anh chị ha. Rồi 1 triệu đồng cho cái nồi miên hoa. Rồi tiếp theo là em có một số cái khăn nha. Đây, đầu tiên là em có cái khăn của Nina Rishi. Nina Rishi này nó cũng giống như là Givenchy vậy đó. Và hôm nay em cũng có một số cái túi của thương hiệu này. Nina Rishi là nếu mà anh chị mua túi thì giá nó rất là đắt luôn. Và hiện tại là các anh chị mà săn hàng túi á, thì cũng là hay tìm cái thương hiệu này lắm. Nina Rishi. Và cái bộ này, cái khăn này thì được bán ở Nhật anh chị ha. Này, chữ Nhật gì quá trời này. Hộp này là full hộp mới, mình làm quà tặng được. Và bên trong nó là tới 3 cái khăn, màu cũng rất đẹp nè, màu xanh nhẹ nhàng, và ở đây có màu chủ đạo của nó là màu xanh nha, màu xanh rất nhẹ luôn anh chị, xanh xanh dương, xanh da trời nhưng mà nó nhẹ hiều à. Rồi cái này thì đó 100% cô tông, và nó không có ghi cái thông số rồi anh chị ơi, để em đo ha. Và khi em đo thì nó cũng dạng là không có chính xác 100% anh chị ơi, nó khoảng 90% thôi ha. Nhiều khi về nó có hơi xê xích thì anh chị thông cảm giùm em nha. Em đo nhanh với lại là em không có tháo ra bên ra hết. Rồi cái khăn này thì cái bề ngang của nó sẽ được là 34 anh chị, bề ngang nó là 34, và cái kích cỡ của nó thì tầm khoảng được 80 á, được chiều dài là khoảng 80 đó anh chị. Là hai cái khăn xanh này tương đương ha, còn cái khăn trắng này thì nó nhỏ hơn chút, dạng là khăn mặt. Thì em tháo ra cái bắt đầu nó không có xếp lại được y như vậy, nó không đẹp cho anh chị ha. 100% là cô tông hết và thấm hút rất là tốt nha. Anh chị mà nhà mình có em bé hay gì đó, mình mua những cái khăn này nè, rất là ok, rất là an toàn anh chị ha, nó không có bị đổ lông. Và nó mềm mịn và thấm hút rất là tốt luôn. Cái khăn này thì nó có 3 cái như này anh chị ha, mới tinh như này luôn. Giá của nó là khăn ý 680.000 cho cái set này, 680.000 cho là cái khăn ý nha anh chị. Rồi tiếp theo là em sẽ có cái khăn của cái hiệu này là hiệu Christian Dior. Rồi, khăn hiệu lớn anh chị ha, hiệu Dior, và cái khăn này khăn to này. Nhưng mà cái hộp của nó là kiểu như vậy đó anh chị, nó chỉ có một mặt vậy thôi nè, nó không có cái nắp ở trên đâu, người ta lấy cái này làm cái trang trí luôn á đó. Đó chứ không phải nó mất đâu nha anh chị. Nó là ghi đây là 100% cô tông này, mã của nó là ITK-03 và nó cũng không có ghi thông số luôn. Khăn này thì cái màu xanh của nó là màu xanh, mở ra thì thấy nó đẹp ghê, tại cái này á nó hơi mờ đó anh chị, còn mở ra thì nó xuất sắc vô cùng luôn nè anh chị. Nhìn cái chất của cái khăn này rất đẹp luôn ha, và một cái chiếc khăn hiệu đây, để em mở sơ sơ ra. Khăn này to đó anh chị, để coi nó có cái tác không. Ủa, cái khăn này rất là to luôn đó, nó khoảng trên 1 mét nha anh chị, khoảng tầm 1m2 á đó. Đó, khăn này khoảng 1m2, thôi em để lại đi. Khăn này nó rất là to nha, và cái màu này thì chắc là các chị các cô xài hoặc là mình mua cho gia đình ha. Khăn này giá là 550.000, mình chốt giúp em mã là khăn Dior, giá 550. Khăn rất xịn anh chị ha. Và em bán khăn thì cũng được mấy đợt rồi đó anh chị. Mới ban đầu thì em chỉ thử thôi, không ngờ là anh chị rất là thích khăn luôn. Tại vì ở đây nếu mà anh chị đi mua khăn, em tham khảo thử ở ví dụ như là điện máy Chợ Lớn hay gì đó ha, người ta bán những cái khăn xuất thôi á, thì giá của nó là đã là 700-800 ngàn cho một cái size khoảng tầm 1 mét đó anh chị. Nhưng mà cũng không phải là được những cái thương hiệu lớn đâu, cho nên là anh chị có thể săn ở kênh của em cũng được ha. Thì những cái khăn này là hàng hiệu lớn, cái chất lượng của nó thì cô tông rồi đó, thì mình thấy mình yên tâm hơn và mình sử dụng nó thích hơn, nó không có bị nó bị cứng, bị thô anh chị ha.
đó. Các chú có một chú là phản hồi là rất là thích là tại vậy nó mềm. Rồi khăn Dior giá 550. Khăn thì ở ngoài chợ người ta cũng bán rất nhiều đó anh chị, nhưng mà những cái đó thì nó sẽ bị đổ lông và nó không phải là từ những cái chất liệu cao cấp, cho nên là giá đôi khi là có một số chị nói trời ơi bán cái khăn gì đâu mà 600-700 ngàn. Thật sự là cái mình nhận được về thì nó sẽ khác hơn so với mình đi mua 200-300 ngàn hoặc là 50-60 ngàn thì nó phải khác rồi anh chị ha. Tiếp theo là em sẽ có một chiếc khăn của thương hiệu Dash London. Dash London thì cũng là một thương hiệu mình hay gặp ở túi sách đó. Dash London là hai cái chữ D ngược với nhau như vậy nè. Cái khăn này thì cũng full hộp nhưng mà nó nhỏ hơn hai cái nãy. Cái mã của nó là CA98152, bán tại Nhật anh chị ha, mã vạch của Nhật đây. Nó còn mới full hộp luôn. Khăn này thì nếu mà các anh xài là ok nè. Dash. Để coi nó có kích thước không. Dash London đây anh chị ha. Và nó còn chưa xài đâu. Một cái thì nó màu sọc như này, một cái là sọc nhỏ. Cái này là để dạng như là khăn mặt à. Khăn này là made in Japan luôn đó anh chị. Đấy, 100% cotton ha, thương hiệu của Dash London nè, made in Japan ở đây ha. Cái một cái khăn sọc nhỏ, size khoảng tầm 40 để mình làm khăn mặt nè. Rồi tới cái khăn trắng này thì là khăn tắm đó anh chị, made in Japan luôn nè. Khăn tắm này thì nó size nó lớn hơn chút, nó khoảng tầm 80 anh chị ha. Mà nó rất là đẹp luôn. Và cái sọc này là cái sọc đặc trưng của Dash London nè. Nó cái sọc của nó cái màu nó giống giống như Burberry vậy đó, nhưng mà khi mà để hai cái là gần nhau thì mình thấy nó sẽ khác. Nhưng mà khi mình nhìn xa xa thì mình thấy giống giống. Cái màu của nó là này, cái màu đặc trưng của cái Dash là cái lót của nó luôn luôn là như vậy. Rồi, cái set này là made in Japan luôn nha anh chị. Anh chị chốt cái em mã là set khăn London ha. Set khăn London là giá 600 ngàn cho cái set này. Sẽ có một số khăn, tại vì em cũng không có coi hết á, một số thì của thương hiệu lớn nhưng mà họ sẽ sản xuất tại Việt Nam này, sản xuất tại Trung Quốc này hoặc Ấn Độ, hoặc là có những cái người ta sản xuất tại Nhật như vậy luôn. Thì tụ chung lại là những cái khăn này đều được bán tại thị trường Nhật, cho nên là cái phần mà khi xuất xưởng á, về cái chất lượng á, thì anh chị rất là yên tâm ha. Mình đôi khi mình sẽ cầm lên mình thấy made in China hay gì đó thì mình kêu mình mua bị nhầm, không phải đâu anh chị. Tức là China nó cũng là một đất nước như người ta thôi, người ta cũng đi gia công để cho nó rẻ thôi đó anh chị, chứ không phải là cứ mình thấy China là mình thấy hàng không tốt anh chị ha. Và kể cả Trung Quốc họ cũng có một số cái thương hiệu nội địa rất là cao cấp trên thế giới luôn, chứ không phải là họ không có hàng tốt nha. Một số cái Ford này kia thì làm cho mình mất tin tưởng vào hàng Trung Quốc, nhưng mà họ cũng có những cái hay riêng của họ nữa. Và khi họ gia công thì họ cũng phải tuân thủ theo, giống như Việt Nam mình đi gia công vậy đó, phải tuân thủ theo là đúng chính xác chỗ này chỗ kia thì chất lượng như vậy thì mình mới xuất đi được, mình mới ra được những hàng đó anh chị. Lỡ mà mình có thấy hàng hiệu mà made in China thì mình cũng yên tâm để sử dụng thôi anh chị ha, không có vấn đề gì đâu. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái hộp khăn này. Hộp này cũng là bán tại Nhật luôn nè anh chị ơi. Nó để coi nó là hiệu gì. Westwood. Westwood này là mình hay gặp Westwood của England ha, của Anh ha. Mà mình hay gặp cái thương hiệu này, người ta làm đồ trang sức cũng có nè, đồ gốm cũng có nữa. Đó, và rất là nổi tiếng nha anh chị. Westwood. Cái khăn này xuất sắc nè. Khăn này 100% cotton này, mã đây và có size sẵn nè anh chị, 60x120. Khăn tắm dành cho các chị nè. Quá đẹp. Nên mình mua tặng cho người thân của mình là rất là hay luôn đó anh chị. Cái khăn này đẹp quá. Đấy, Westwood anh chị ha, thương hiệu của Anh và được bán tại thị trường Nhật với 100% cotton và size của nó là 60x120. Khăn này giá của nó là 580 ngàn, mình chốt cho em mã là khăn Anh giá 580. Toàn là thương hiệu lớn không anh chị. Em thấy có một số kênh các anh chị bán nước hoa của thương hiệu lớn, em thấy là các anh chị cũng rất là thích luôn. Lúc trước là em cũng có định nhập về thử đó. Nhưng mà nước hoa là một cái hàng rất là khó để mình biết, rất là khó để bán, tại vì nó về mình phải thích cái mùa này kia, hoặc là mình phải đi ngửi thử xem là như thế nào. Cho nên là hiện tại em chưa chưa có bán đó anh chị.
chứ em cũng dự định là bán thêm cái mảng đó nữa, cho nên là nếu có thì em chị thích thì mình có thể ủng hộ thêm giúp em anh chị ha. Còn riêng cái khăn này thì giá của nó là 580.000, khăn của anh thương hiệu Westwood rất là cao cấp. Rồi rồi, khăn thì em sẽ giới thiệu một vài mẫu như vậy ha. Tiếp theo là sẽ có một vài cái mẫu túi xách và túi. Hôm nay thì em sẽ có một vài cái túi của nữ, của các anh cũng có, và một số cái chiếc túi VIP cũng có luôn. Hôm nay rất là đa dạng về túi ha. Đầu tiên là em sẽ có một cái chiếc túi của thương hiệu Lancel. Để em bật cái này lên tí. Đó, có thương hiệu Lancel và cái túi này rất là xịn luôn, nhìn rất là đẹp luôn và rất là độc đáo nè anh chị. Nhưng mà nó có lỗi cho nên là em bán rẻ cho mình. Rồi, đó như vậy cho dễ nhìn nè. Cái này thì nó là dáng đeo vai, hoặc là anh chị có chị xách dành cho các chị nào mà mình hơi to con chút. Chất da của nó là da mộc và lăn xeo rất là cao cấp. Cho nên là anh chị yên tâm ha, nhưng mà cái này nó lỗi lót anh chị. Nó bị lỗi lót cho nên là các chị nào mà mình có thể sử dụng được, hoặc là mình có chỗ mình biết chỗ người ta đi thay lót, hoặc là mình về mình cạo ra để mình xài thôi nha. Cái này là dạng lót phun sơn và một thời gian thì cái phần phun sơn đó nó bị tróc ra. Nó giống như cái Kitamura hôm qua em có bán á. Và cái này hiện tại giờ mình về là bắt buộc mình phải xử lý mình mới xài được nha anh chị, chứ không thể nào xài được đâu. Khi mà em gửi cho anh chị thì em chỉ lau sơ qua thôi cho nó sạch thôi, chứ không thể hết được. Cái lót nó bung nhiều lắm rồi. Đó, ví dụ như chỗ này. À, bên này nè. Sao để anh chị thấy được ha. Nói chung là cái lót nó lỗi hết trơn rồi, không xài liền được đâu. Đó, khi mà anh chị cạo cạo ra thì nó sẽ có những cái này nè. Cái sơn này nè. Nếu mình không xử lý mình xài không được nha. Đó, nhưng mà còn tổng thể cái túi thì rất đẹp luôn. Túi quá đẹp luôn. Mà không hiểu sao những cái thương hiệu lớn cỡ này mà người ta lại làm cái lót phun sơn như vậy. Để mà nó bị hư như vậy thì rất là tiếc ha anh chị ha. Mình lót nhung hay lót vải gì đó là ok rồi. Đó. Rồi, phía bên trong nó sẽ có là một ngăn, hai ngăn, ba ngăn lớn và hai ngăn nhỏ. Nó là dáng để đeo vai và rất là cá tính luôn. Chất là da mộc, xịn sò, lăn xeo Paris, mắc in răng ở đây anh chị ha. Da mộc và bên mặt da thì nó có xước sát dạng như là tính chất của da mộc khi mà mình quăng quật thôi, chứ mà cái túi này dường như là chưa có xài đâu. Góc cạnh là còn rất ok luôn nha. Nhưng mà da mộc là bắt buộc nó phải có những cái này. Anh chị nào mà mình xử lý được thì mình nên lấy cái túi này đi, để về mình xử lý một cái xong là nó xuất sắc liền. Size của nó là 34 nhân với lại 32, là dáng là xách tay đeo vai nha anh chị. Khoen khóa thì rất là chất, rất là độc đáo luôn. Đây đi ha. Em thì thứ nhất là em không có thời gian để mà mình cạo mấy cái đó. Nếu mà anh chị không có đi thay lót thì mình lấy đồ mình cạo ra hết là nó còn lớp vải bên trong là mình xài được. Còn không thì nếu mà chỗ mình có chỗ để mà người ta thay lót, tức là người ta sẽ thay bằng một cái lớp lót bằng vải hoặc là bằng nhung lại, thì mình xài rất là vô tư luôn nha, rất xịn luôn. Anh chị nào mà mình có thể xử lý được thì mình chốt giùm em cái này, giá là 600 ngàn ha. Mình ghi là túi lõi lót nha, một thương hiệu rất là lớn của Pháp luôn á, lăn xeo đó anh chị, và một chiếc túi da mộc, túi lõi lót giá 600 ngàn, rất là tiếc luôn. Đó. Bằng da nha anh chị, đẹp quá trời luôn nhưng mà nó bị lỗi lót. Rồi, tiếp theo là em sẽ có một cái túi của thương hiệu Nina Ricci. Cái này là cái clutch cầm tay thì đúng hơn. Nina Ricci ha, và cái này là của nữ nha anh chị, dành cho các chị nè. Nina Ricci là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Paris rồi, và lúc nãy em có một cái khăn của Nina Ricci đó. Size đáy của nó sẽ là 29 nè. Size miệng cũng là 29 nhưng mà cái bụng nó hơi dè ra chút, là khoảng được 31. Cái kiểu dáng dành cho nữ nha. Nên các chị mình xách mình đi làm hoặc là mình đi công việc gì đó rất là hay, hoặc đi chơi gì đó ha. Cái chất bên này á, cái chất bên dưới này là da người ta dập vân. Da người ta dập vân chứ không phải là da độc lạ nha anh chị, da bò dập vân. Còn phía bên này là người ta để cái màu nâu bình thường. Rồi, ở phía bên trong nó có cái tag ghi là Nina Ricci Paris Made in Italy. Túi này được sản xuất tại Italy ha. Bên trong là lót, lót này là lót da. Nhưng ở dưới này nè, nó có cái vết gãy chút xíu chỗ này nè anh chị, nó cũng không ảnh hưởng đâu ha. Không phải là vết gãy mà là cái miếng của cái bên này á, nó gắn qua thôi. Đây này. Nó có cái
ngăn nhỏ ở đây nha, nhưng mà ngăn nhỏ nó bị xước chỉ đó, còn lại là nó không có bị dính không có gì hết đó. Rồi túi này cũng khá là đẹp và rất là cái kiểu dáng rất là lạ ha. Từng cái con ốc người ta gặp dập chữ là NR, tức là Nina Ricci đó anh chị. Rồi đáy đều là ok hết, độ mới là khoảng 85% nha. Ở phía dưới này thì nó có một số cái vết hơi chày nhẹ nhẹ thôi, và do cái màu của nó là màu hơi hơi ngã xanh xanh cho nên là mình xử lý si thì không thể xài si đen được, mình chỉ xử lý sơ qua thôi đó anh chị. Nhưng mà tổng thể thì rất đẹp nha, không có phải bị cũ quá đâu. Đó, cũng rất là lạ và thương hiệu lớn nha. À, giá của nó sẽ là 580.000, mình chốt cho em mã là túi cầm tay nữ giá 580 nha. 580 túi cầm tay của nữ và thương hiệu lớn, và cái dáng nó cũng rất là hay, đứng như này nè anh chị, chiều cao nó lên được 22 đó. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái combo túi to to này cho các chị nè. Đó, rồi sẽ combo này em sẽ gồm có hai cái nha. Một cái là của thương hiệu Roberta. À, hai cái này của hiệu Roberta hết anh chị. Roberta chữ R này nè, Roberta di Camerino gì nè. Đó, Roberta của Ý ha. Và cái chất liệu của cái này á là bằng canvas. Cái này canvas chứ không phải là da tâm đâu, nó là da canvas nha anh chị. Và làm một cái túi dạng như là du lịch to to như này nè, để các chị mình đi làm mùa du lịch tới rồi. Rồi ngoài những cái túi du lịch to thì mình có thể kèm theo những cái túi kiểu này, nó rất là nhẹ gọn thôi, để mình đi biển hay gì đó mình cũng cần để sử dụng anh chị ha. Rồi size của cái túi này thì nó được đó là 41 nhân với lại 34, và cái đáy của nó sẽ được là 9 cm. Nó cũng kiểu vậy nè, vuông vuông như vậy nè anh chị, nếu mình đựng đồ đúng được rất là nhiều ha. Dây sách không có dây đeo. Còn bên trong này, bên trong thì nó cũng có một cái tag ghi là Roberta, lót vải sạch sẽ nè, đựng cũng được khoảng 5 bộ đồ đó nha anh chị, có dây kéo miệng. Rồi một cái túi này và một cái túi vải nữa, túi vải thì cũng của thương hiệu Roberta luôn, mà cái túi này thì bằng vải thôi, và nó cũng dạng là dán du lịch đó. Nhưng mà cái này thì nó đặc biệt là nó có cái lớp cách nhiệt ở bên trong, để mà mình đựng đồ ăn hay gì đó ha, mình đi đựng đồ ăn hay gì đó, mình đi du lịch hay gì đó, mình mang theo đồ ăn thức uống gì đó, mình giữ nhiệt sơ sơ anh chị ha. Tại vì cái lớp nhiệt giữ này thì nó cũng mỏng thôi, nó không dày đâu, nó bên trong là giữ nhiệt nha, dạng như là túi giữ nhiệt đó. Và cái size của cái túi giữ nhiệt này nó sẽ được là 41 nhân với lại 28. Nó cũng là dạng xách tay thôi anh chị ha. Đó, hai cái túi này em sẽ bán chung cho các anh chị mình đi du lịch nè. Combo du lịch giá là combo túi giữ nhiệt đi, giá là 380.000 cho hai cái túi này luôn. Combo túi giữ nhiệt 380.000 anh chị ha, rất là rẻ luôn. Thường là những cái to to mà không phải da như vậy á, thì em sẽ gom combo bán cho anh chị mình xài, không phải là hàng dỏm đâu nha. Tại vì có một số anh chị thì thích xài hàng da, có một số anh chị thì không thích xài hàng da nữa, mà thích xài những cái nhẹ gọn như vậy. Đó, 380.000 combo túi giữ nhiệt nha. Rồi, của Roberta của Ý. Rồi, em có thêm một cái combo nữa. Combo này sẽ gồm có một cái túi công sở như này, túi công sở da tổng hợp rất mới nha anh chị, cái túi này cực kỳ mới luôn. Size của cái túi này nó sẽ là cái miệng thì được 40, cái đáy thì được 32, chiều cao lên là được 29, xách tay nha anh chị, mới tinh nè, chưa xài đâu. Rồi, và một cái túi hiệu bên trong. Bên trong là một cái chiếc túi hiệu nha. Giống như là em bán cái túi hiệu này em tặng thêm cái túi nâu vậy đó. Rồi, cái phía bên trong của cái túi màu nâu này đây, nó rộng lắm luôn nha anh chị, nút hít miệng. Và túi này nó mới lắm, mới chưa xài luôn đó anh chị. Các chị mình đi làm, đi công tác gì đó là vô tư ha, bằng cái túi này. Không phải da nha. Rồi, cái túi màu đen này thì bằng da thật nè. Và thương hiệu Ingaro, rất là nổi tiếng và rất là cao cấp luôn. Ingaro,
túi này thì dạng không hến, các chị các cô mình đi đi làm nó là không hến như này, nó bằng chất da bò thật nha anh chị. Da bò thật ghi chữ là Ngaro này. Sách tay phơm hến sách tay như này này. Size của cái chiếc này nó sẽ được là cái đáy được 33, cái miệng là được 30, chiều cao lên là được 34. Đó, quen khóa thì có mờ rồi. Nói chung là cái này có đồ cũ rồi đó anh chị. Và khi mà em soạn ra thì em thấy cái chỗ này nè, cái viền này nè người ta có xài rồi cho nên là nó bị bạc, cái phần nó dạng như là nó bị sờn á, nó bị sờn cái này cho nên nó màu trắng hơn chút xíu nè. Nó màu trắng hơn xíu và cái góc cạnh nó cũng trắng hơn. Nói chung là nó có sờn á. Cái này về mình đánh xi lại thì nó sẽ đen lại hết thôi. Và mình xài khi nào mà nó mờ lại nữa thì mình đánh xi tiếp tục. Chứ là cái chất da thì nó rất là xịn luôn ha. Của thương hiệu rất là cao cấp Ngaro. Và hiệu này rất là có giá trị luôn đó anh chị. Đây này, cái tác hiệu của nó đây, Ngaro Paris ha. Lót trong sạch sẽ, lót vải sạch đẹp. Các chị mình đi làm mình xách cái này là ok. Lưu ý là nó có độ cũ rồi nha anh chị. Này người ta sử dụng nhiều, độ mới nó khoảng 79-80% thôi, không mới hơn được. Và em bán combo hai chiếc này. Hai chiếc này để cho các chị mình thích cái phong cách này thì mình mua để mình sử dụng, mình đi làm là vô tư nha. Combo túi công sở giá 450.000. Đó, combo túi công sở hai chiếc luôn. Giá 450. Một chiếc thì mới tinh, không phải là da thật, một chiếc thì cũ rồi da thật. Nó bù qua đắp lại anh chị ha. Rồi hai chiếc 450.000. Rồi em có một cái chiếc túi công sở tiếp theo và cái màu của nó rất là hay, cái màu giống như là màu ruốc anh chị, nhưng mà này nó mới tinh luôn và thương hiệu rất là lớn nè. Thương hiệu của Nhật. Và một cái chiếc túi này thì mà khi mà anh chị tìm hiểu ra thì nó giá nó rất là cao luôn, mình cũng không ngờ luôn. Cái hiệu của nó là hiệu này. Giá nó cao hơn cả cái Case Bay nữa đó anh chị, Case Bay New York. Cái thương hiệu là Hamano, hàng của Nhật Bản nha anh chị. Hiệu của Nhật và hiện tại người ta có cái website đang bán những cái chiếc túi y như vậy. Giá của nó là 30 mấy ngàn yên, 40 ngàn yên tại Nhật đó anh chị. Và cái này là chất da bò thật luôn và cái dáng của nó là dáng sách tay công sở nha, và thích hợp kể cả cái dáng và cái màu nữa thì nó thích hợp cho các chị các cô hơi lớn tuổi một chút đó, để mình xách mình đi làm nè. Cái màu bên ngoài thì nó sẽ tươi hơn trong hình chút xíu, nó là màu giống như màu ruốc vậy đó anh chị. Cái này thì mới cao lắm, mới khoảng trên 85% lận. Size nó là 31 nhân với lại 20 nhân với bản rộng là được 10 cm. Góc cạnh thì nó có hơi sờn rất nhẹ thôi, sờn rất là nhẹ thôi nha anh chị, không có sờn nhiều đâu. Đáy là bốn đinh luôn, chất da bò rất là xịn, da rất là dày ha, và mình xài vô tư, mình xách đồ rất là nhiều, không có lo nó bị hư da đâu. Chất da bò thì mình xài rất là bền, anh chị yên tâm ha. Khóa kéo như thế này, bên trong lót vải sạch sẽ và ở đây nó có cái tác hiệu là Hamano. Túi này rất là có giá trị cao nha anh chị, không phải là hàng dởm đâu, không phải là hàng rẻ đâu, hàng rất là đắt tiền. Anh chị nào mà mình có thể xem thử cái hiệu này, hoặc là mình đã có biết cái hiệu này, hoặc là mình thích cái dáng này, cái màu này thì mình có thể chốt ha. Thích hợp cho các cô trung niên nha anh chị. Giá của nó sẽ là 580.000, mình chốt giúp em mã là túi nâu đeo vai giá 580. Một cái chiếc như này ở trên website người ta sẽ bán là 38.000 yên lần đó anh chị, không hề rẻ ha. Khoen khóa thì còn sáng trưng hết, không có vấn đề gì, nói chung độ mới cao. Rồi đôi khi mà em báo độ mới cao đó anh chị thì là mình khi mình nhận về thì chắc chắn nó sẽ độ mới cao thật, nhưng mà lưu ý là túi á, thì em sẽ bán hàng đã qua sử dụng chứ không phải là bán hàng mới nha. Cái nào mà em nói mới 100% thì anh chị hả trong đợi là nó mới 100% ha. Còn khi mà em báo là khoảng trên 90, khoảng trên 95 gì đó thì chắc chắn là có thể là đã có trưng bày rồi, cho nên là những cái va vấp ít xíu thôi thì không tránh khỏi nha anh chị. Còn nếu mà mình khó tính về vấn đề đó thì mình có thể đợi những cái sản phẩm này em báo 100% gì đó thì mình hãy chốt anh chị ha, để không mình nhận về mình thấy ủa sao nó bị cũ như vậy, là tại vì em bán túi đã qua sử dụng chứ không phải là bán hàng mới nha anh chị. Rồi em có một cái chiếc túi dáng rất là lạ nè, chất da dày bịch luôn và nó rất là xịn luôn, độc đáo lắm nè, đơn giản thôi nhưng mà rất là hay. Túi này thì các chị mình đựng đồ đi tập đồ cũng được nè.
Độ mới còn cao, còn cả chìa, còn cả ổ khóa luôn. Da dày bịch luôn anh chị. Đây. Nói cái size của nó như thế này thôi. Dễ thương lắm. Đây nè. Xách tay nha anh chị. Cái dáng của nó là dáng hơi hơi vuông vuông như vậy nè. Khi mình độn, mình bỏ đồ vô thì nó sẽ đứng phơm lên thêm nữa. Đây là em độn sơ sơ thôi đó. Và nó còn cả cái ổ khóa này. Cái ổ khóa của nó rất là xịn, rất nặng ha. Và còn chìa ở đây luôn. Đây là cái chìa khóa của nó đây. Đó. Mới độ mới cao lắm. Nhưng góc cạnh thì chưa có trầy sờn đâu. Chất da rất là xịn luôn. Da dày cực kỳ xịn luôn. Và cái hiệu của nó ghi, người ta ghi cái hiệu rất là cách điệu nên là khó đọc. Hiệu là gì? Accessory Model Moi gì đó anh chị, của Japan ha, GAB của hàng của Japan ha. Chất da rất dày, dáng xách tay nè. Các chị mình đựng đồ đi tập hay là đi làm đồ bằng cái túi này thì không đụng hàng nè. Khóa kéo ở trên cái miệng như này, mở ra. Bên trong thì lót vải màu tím, và ở đây nó có cái tác hiệu cho mình. Nói chung là túi này đẹp, khóa IKK, xịn đẹp và mới vậy ha, độ mới cao lắm. Rồi cái kích thước của nó thì nó sẽ được là 24 nhân với lại 13 nhân với lại 14 cm. Mình đựng một đôi giày hay là một bộ đồ nhỏ nhỏ để mình đi tập á, mỏng mỏng vậy đó. Khoan khóa thì còn sáng trưng ha. Chỗ này nó hơi oxy quá, nhẹ cho xíu thôi, không đáng kể đâu. Mình xách cái túi rồi độc lạ như vậy. Rồi giá của nó sẽ là 680.000. Mình chốt giúp em mã là túi Nhật hiệu, giá 680. Cái mã này thì nó, cái mẫu này thì nó cũng khá là trẻ trung nha, không có kén người xài đâu. Các chị, các bạn mình đi tập thì cũng được. 680, túi Nhật hiệu. Đó. Chiếc này, cái chất da là không có gì chơi, rất dày, rất xịn luôn anh chị. Em có một cái chiếc túi hiệu rất lớn nè, hiệu Longchamp. Và nếu mà anh chị nào có đi săn hàng hiệu thì mình sẽ biết được cái hiệu này. Cái hiệu này hiện tại thì ở website người ta vẫn bán thôi, và một số cái web mà một số cái trang mà người ta bán hàng high end mà dạng hàng hàng thanh lý đồ đó, ở Việt Nam mình người ta cũng bán những cái mẫu như này, và giá của nó rất là cao. Giá mà ở web, ở những cái trang bán hàng Việt Nam thì nó là 3-4 triệu cho mỗi đợt về, mà người ta mỗi đợt người ta săn chỉ có được có một vài chiếc thôi đó anh chị. Hàng nó cũng rất là hiếm chứ không phải là thường gặp anh chị ha. Cái này thì là dạng một cái chiếc túi thiết kế đặc biệt của Longchamp, là người ta thiết kế kiểu để đi du lịch nhưng mà xếp gọn như này. Khi mình xếp gọn lại thì nó nhỏ xíu như vậy thôi đó, rồi khi mình mở ra thì nó sẽ là như này. Nó rất là hay nha. Nó sẽ thành một cái túi top để mình đựng đồ đó, dáng nó sẽ là như này anh chị. Cái chất phía bên dưới này thì bằng dù, và cái này thì nó màu xanh đen, rồi cái chỗ này thì nó bằng da màu nâu và da mộc đó anh chị. Kích thước khi mà mình bung ra thì cái túi nó được với là 37 nhân với lại 36. 37 nhân 36, và cái bảng đáy là được 11 cm. Và xách tay thôi nha anh chị, chất chỗ này là bằng da bò thật hết. Ở đây người ta có ghi cho mình cái chỗ này là chữ cái hiệu là Longchamp này. Longchamp, mã này là size S ha. Made in France. Chiếc này được sản xuất tại Pháp. Cái Longchamp này thì lịch sử nó cũng rất là lâu đời rồi. Và người ta hiện tại người ta hướng đến sản xuất những cái hàng mà nó ngoài những cái hàng luxury cao cấp mà dạng da thật đó, thì người ta hướng đến những cái thiết kế kiểu thông dụng, kiểu ứng dụng cao như thế này để mà đi du lịch, hoặc là stretch tie đó, nó nhẹ gọn bằng những cái chất liệu an toàn với môi trường, bảo vệ môi trường ha anh chị. Nhẹ gọn như thế này và rất là được thế giới người ta ưa chuộng luôn. Cái hiệu Longchamp là cái hình mà cái người cưỡi cái con ngựa bay bay này. Hiệu này rất là đắt nha anh chị, rất là mắc tiền á, người ta bán mắc lắm. Giá trị thật của nó thì rất là cao rồi, và giá trị high end thì cũng rất là cao. Và cái mẫu này thì anh chị đang cầm là một cái mẫu thiết kế mà hình như là thương hiệu của cái Longchamp này luôn. Rồi, giá của các em bán cái chiếc túi hiệu này sẽ là 900.000 cho các anh chị nào mình đi săn hàng hiệu ha. Túi hiệu xếp gọn, giá 900. Giá 900 cho một chiếc túi dù thì anh chị nghe nó cũng hơi cao. Nhưng mà về cái hiệu này mình cầm, mình thích hàng hiệu thì mình có thể lấy cái chiếc này. Đó, em chỉ có một cái thôi, màu này là màu xanh đen, nam nữ đều dùng được hết.
Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc ba lô. Cái này dành cho nữ hoặc là các chị mình mua cho em cháu mình cũng được nè. Cái này là hàng hiệu của Elise của Italy. Hả? Hiệu này thì cũng của là xuất phát từ Italy anh chị ha. Và cái mẫu ba lô này thì dạng dành cho nữ và nó sẽ bằng chất liệu vải dù chứ không phải bằng da đâu. Cái này là vải dù đó anh chị. Nhẹ gọn lắm và rất là dễ dàng sử dụng bảo quản. À, size đáy của nó là được 23 nhân với size miệng là 20 nhân với lại chiều cao là được 28. Mở ra như này. Ở đây thì nó không có cái khóa kéo miệng nha. Để đồ vô xong rồi mình gài cái nút này lại. Thích hợp để mình đi học đi chơi gì đó em cháu mình nhỏ nhỏ anh chị ha. Ở bên trong thì cũng lót vải sạch sẽ luôn. Nó có một cái tag ghi là Made in China ở trong này nha anh chị. Được gia công tại China ha. Made in China ở đây. Rồi, cái này khi mình đựng đồ nhiều thì mình có thể mở ra. Còn khi mà mình gài lại cũng được luôn như này. Đó. Chắc cái vải dù này rất là xịn nha. Vải dù rất là cao cấp. Rồi phía bên sau thì nó có một cái ngăn nhỏ cho mình có thể mở cái ngăn này để mình lấy đồ bên trong nè anh chị. Nó thông với bên trong luôn á. Rồi cái khóa thì nó khóa hình tròn rất là đẹp nè. Cái khóa người ta thiết kế như vậy luôn. Quai thì mình có thể tăng đưa. Và cái dây này nó cũng bằng vải dù luôn. Nói chung là cái này dành cho em những cái bé gái đồ đó mình xài cũng được. Hoặc các chị nếu mà mình muốn xài kiểu sitin đó thì mình có thể lấy cái túi này. À, một chiếc ba lô vải dù hiệu. Giá của nó là 300 ngàn. Ba lô dù hiệu ý nha. Giá 300. Độ mới cao lắm anh chị. Giống như chưa sử dụng đâu. Góc cạnh này. Độ mới rất là cao. Và những cái này mình về mình giặt giũ mình phơi đồ là vô tư. Tại vì nó bằng vải mà. Chứ nó không có khó như là đồ da anh chị ha. 300 ngàn cho chiếc ba lô này. Bằng vải. Rồi. Em sẽ có một cái chiếc túi công sở bằng da của chị các chị nè. Đó, túi này thì bằng da ha. Và chất da rất là xịn luôn. Đó, hàng của Salvator. Salvator thì nó là một cái thương hiệu xa xỉ rất là cao cấp nha. Và các chị thì thường mình sẽ gặp là nước hoa đó anh chị, nước hoa Salvator đó. Nước hoa mà cái chai mà nó có cái nơ đó, cái dạng người ta hay xài cái nơ đó, cái thương hiệu này người ta thiết kế hay có cái nơ đó anh chị. Nơ màu đen, nơ màu hồng rồi đó. Cái chiếc này dành cho nữ nha, mà dáng của nó là dáng như này. Cái quai của nó to như này anh chị, quai sách nó to ha. Cái chất da của nó thì nó màu nâu và cái độ sờn nó có rồi anh chị, có sử dụng rồi. Size nó là được 34 nhân với lại 26 này. Cái khóa này rất là đẹp cách điệu nhưng mà người ta xài nhiều đó cho nên là nó bị trầy rồi, bị oxy hóa rồi đó anh chị. Rồi mở lên phía bên trong này. Xuất sắc chưa? Phía bên trong rất là đẹp ha. Nè ở đây nó có cái chữ là Salvator. Cái hiệu của nó đây. Lót vải dập hiệu. Nó bên trong thì nó rất là mới. Ở bên ngoài thì cái chất da nó hơi nhìn nó hơi có vẻ xuống màu. Màu cái màu người ta thiết kế ban đầu nó cũng là màu như vậy. Nhưng mà những cái góc cạnh này nè, nó có bị phai màu. Những góc này phai màu ha. Góc cạnh thì không có bị sờn nhiều. Nhưng mà cái phần màu da thì nó bị phai màu. Rồi để em coi cái này có dây gì không. Này dành cho nữ nha anh chị. Nhiều ngăn lắm các chị, mình đi làm là mình xách tài liệu gì là vô tư mình đi dạy đâu đó. Đó. Kích thước thì em đo rồi. Khoan khóa chỗ này nó cũng độc lạ này ha. Đó. Nói chung là độ mới khoảng 80%. Không có rách lỗi gì hết và chất da dày bịch luôn, một thương hiệu rất là lớn nha anh chị. Chị nào mà xài nước hoa của hiệu này thì mình có thể lấy cái chiếc túi này để em đồng bộ ha. À, giá của nó sẽ là cặp Salvator nữ giá là 1,2 triệu cho chiếc này. Cặp Salvator nữ giá 1,2 triệu. Một cái hiệu này rất là đắt nha anh chị, rất đắt đỏ luôn. Bên trong thì rất đẹp nhưng mà bên ngoài thì nó hơi bị xuống màu. Nhưng mà mình xách vẫn đẹp thôi. Không có vấn đề gì. Rồi, cặp Salvator nữ giá 1,2 triệu. Em có một cái chiếc cặp dành cho các anh nè, bằng da bò. Cặp này thì nó to, size to dành cho anh nào mà dáng người mình hơi to một chút anh chị ha. Đó, cái size nó to như vậy. Chất da bò sáp. Size của nó sẽ được là 42.5 nhân với chiều cao được tới 33 và cái bảng đáy nó tầm khoảng được 7 cm. Cái này thì laptop là cái nào cũng vừa đó. Giấy A4 thì là vô tư rồi. Cái dáng của nó rất là hay. Cái hiệu của nó là YC
quay si đen chị ha. Cái dáng của nó là kiểu rất là cổ điển như này, có hai cái này ha, và cái này thì mình xài nút hít nè, mình hít mở ra nè, rồi xong rồi sau khi mở cái này thì mình còn thêm cái khóa này nữa. Đó, khóa này ở trong đây thì người ta có ghi là quay si 1950 và lót lại lót da thật luôn. Đó, bên trong là rất là sạch đẹp, mới tinh tươm ở bên trong anh chị ha, lót không có gì để bàn cãi. Có cái dây đeo cho mình luôn, mà cái dây này là dường như người ta chưa có xài luôn nè anh chị, dây này là chưa xài nè. Và cái túi này thì bên trong là có cảm giác là chưa có ai xài đó anh chị, phía bên trong nó không có vấn đề gì hết, giống như là chưa có ai đựng đồ luôn á. Dây kéo nhỏ nè, lót da thật đây. Đó, cái phần này thì cũng là chất da bò sáp luôn. Da bò sáp thì bản thân của nó sẽ có một cái số cái vết, không phải là vết nữa mà là cái chất da của nó như vậy đó anh chị, cho nó bóng ha. Cái khóa thì nó có bị mờ rồi, dường như là cái túi này người ta đi trưng bày hay sao đó nha anh chị, ta mở ra người ta coi cái gì đó. Khóa thì màu vàng đồng nhưng mà nó có bị, nó bị mờ, bị trầy chỗ này, nó bị oxy hóa chỗ này ha, chỗ cái khóa. Rồi chỗ cái góc cạnh này thì nó người ta để nè, cái góc này nó bị trầy, nhưng mà cái những cái này thì anh chị xử lý rất là dễ, mình đánh vô một lớp là xong à. Các anh mình xử lý cái này rất là hay ha, giống như mình hay đánh dài gì đó thì mình mua thêm một cái hũ màu nâu mình đánh này vô. Tại em thì em không có xử lý cái này nha anh chị. Đó, xong là ok hết. Đó, mấy cái góc cạnh này cho người ta để thì nó hơi hơi trắng trắng mờ mờ thôi. Và cái tay cầm nữa, tay cầm thì nó cũng vậy, bên trong thì rất mới nhưng bên ngoài thì thấy có cái vết người ta cầm này. Cái thiết kế của cái này thì rất là lạ nè, chỗ cái miệng này nó có một cái cây thanh ngang để làm giống như là một cái bản lề vậy đó anh chị, như này ha, và mình gắn dây vô. Nhưng mà cái dáng to như vậy thì em thấy mình xách nó đẹp hơn là mình quải đó, cái này mình xách thì đẹp hơn. Nếu mình sao đây, mình miếng da như này, chất da rất là xịn nha, hàng thương hiệu cao cấp, cực kỳ xịn luôn. Này mình về xử lý rất gọn nhẹ, hoặc là anh chị không xử lý gì mình để gì mình xài cũng đẹp luôn, không có vấn đề gì. Ở cái thiết kế của nó như này ha. Rồi giá nó là giá lúc nãy, phía sau nó không có ngăn nha anh chị, phía sau nó vậy đó, nó không có thêm ngăn nào hết. Giá của nó sẽ là 1800, mình chốt giúp em mã là cặp da nâu, giá 1800 nha anh chị, từ năm 1950 là cái hiệu này cũng lớn lắm. Rồi màu nâu đẹp bóng bóng anh chị ha, chất da thật, 1800 cho một chiếc cặp này. Anh nào lớn lớn con mình hãy lấy cái này nha anh chị, tại vì size nó to lắm, mình nhỏ mình xài nó không hợp đâu. Rồi cái cuối cùng của video ngày hôm nay là em có một cái siêu phẩm túi du lịch, và không phải lúc nào mình cũng gặp được cái túi này đâu. Túi này rất là hot, rất là xịn luôn, và để săn về cũng là rất là khó luôn đó anh chị. Em săn rất là lâu mới có được cái này nha. Cái túi này rất là cổ điển anh chị ha. Cái này các chị hoặc là các anh mình xài vẫn được thôi. Đó, nó sẽ dán như này. Nó còn cái hiệu tác cho mình là Bruno Conti của Italy ha. Còn cả chìa luôn này. Đó, Bruno Conti người ta để ở trên đây, ở trên cái phần này. Cái dáng của nó sẽ là dạng cốp doctor, và nó cứng phơm như này nha. Chất vòng 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 đây á là da mộc, xịn vô cùng luôn anh chị. Chất vòng vòng là da mộc ha. Chỗ này người ta phối một cái lớp mà vải bố người ta đan lại với nhau, rất là xuất sắc luôn. Size của nó sẽ là 37 nhân với lại 27 nhân với cái bản rộng nó được 20. Và nó đứng phơm như này nha anh chị, kể cả này em không có đựng gì hết, nó không độn gì hết mà nó cũng đứng như này nè. Cái quai sách nó cũng là bằng da mộc luôn nha. Đó, chỗ này thì là cái màu là màu trắng và màu xanh màu đỏ người ta đan với nhau. Đó, khóa thì còn mới tinh, nói chung là cái túi này người ta chưa có xài đó. Khóa chìa ha, và còn cả chìa này, còn hai chìa này, còn tác hiệu hết luôn, hàng của Ý anh chị ha. Những cái mẫu này sao mà nó xuất sắc vô cùng luôn anh chị. Các anh chị nào mà thích săn hàng á, thì mình nên chốt những cái mẫu này, mình sử dụng là một phần nha, phần thứ hai là mình mua sưu tầm. Đó, bên trong là ta chưa xài đâu, còn cả cái túi chống ẩm nữa mà. Đó là cái lót vải sạch sẽ anh chị ha, lót vải và chỉ có một ngăn lớn như này thôi. Ok, mình bung ra. Đó, mình bung ra như này. Là cái chất cái lót của nó thì do người ta để lâu á anh chị. Mình nhìn nó có hơi hơi lấm tấm nhưng mà không đáng kể đâu. Nó hơi lấm tấm hai bên nhỏ xíu à, ít lắm. Một hai cái chấm chấm nhỏ, một vài chấm chấm nhỏ. Rồi. Còn lại là không có vấn đề.
nó sẽ có cái cốp, cái miệng của nó là miệng doctor ha. Và thường mấy cái miệng doctor nó sẽ có miếng cái miếng này nè, để khi mình mở ra mình cầm miếng này mình mở ra đó. Rồi khoen khóa trên này là bằng đồng màu vàng đồng đặc luôn anh chị, đồng vàng mờ đẹp lắm. Rồi, nó có sẽ có hai cái vết chỗ này, do là vận chuyển thôi nha anh chị, hoặc là do người ta để lúc mà người ta giao cho em thì nó không vậy ha. Đây chỗ này nè, do người ta vận chuyển không kỹ là nó sẽ bị cấn nhẹ chỗ này nha. Và cái này là mặt trước, nhưng mà tổng thể thì nếu mà da mọc thì những cái này thì bắt buộc mình phải chịu rồi. Và kể cả này nó quá đẹp thì mình bỏ qua mấy cái lỗi nhỏ đi anh chị ha. Rồi phía sau thì nó có bị như này, hai cái vết chỗ này. Cái này là không biết nó là cái gì luôn, và da mọc cho nên là không, em không có xử lý được anh chị ha, em cũng không biết đường xử lý luôn. Nhưng mà mình cứ để như vậy thôi, cũng không cần phải xử lý đâu. Tại vì cái những cái loại da mọc này thì nó càng có vết thời gian mình thấy nó càng đẹp mà. Giống như là cái vali hôm trước đó, càng cũ mình thấy nó càng đẹp. Trên đây nó cũng có một số vết nè, giống như là đồi mồi hay sao đó anh chị. Vậy đó, trên cái da anh chị ha. Rồi phía mặt bên này nè, cái da này là da mọc người ta thụt cứng nha, thụt cứng cho nên là nó đứng phơm đó. Như vậy anh chị ha, quá đẹp, quá xuất sắc cho cái chiếc túi này luôn. Và không không dễ tìm cái thứ hai đâu anh chị, cho nên là giá nó sẽ cao. Giá nó cũng khá cao quá anh chị, dành cho các chị các cô hoặc là các anh nào mình thích cái mẫu này, hoặc là mình thích sưu tầm hàng độc lạ nha, hàng cao cấp. Và một số cái lỗi nhỏ nhỏ thì em có báo nãy giờ đó anh chị ha. Để coi cái đáy nha, đây đáy nó là bằng nguyên miếng da luôn, có 4 đinh luôn nha anh chị, 4 đinh mạ vàng đồng luôn ha, rất đẹp luôn. Nội cái da này không là cũng đã chiếm hết bao nhiêu tiền rồi, và cái phơm dán này nữa. Rồi giá của chiếc này là 3,2 triệu, mình giấu cho em mã là túi du lịch VIP nha, túi du lịch rất VIP luôn, giá 3,2 triệu. Và cái giá này là giá sưu tầm hơn là giá sử dụng anh, rất là cổ điển ha, của Ý, hàng hiệu của Ý, còn full tác hết luôn, full chìa đồ hết luôn. Rồi em sẽ kết thúc video hôm nay ở đây. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Và anh chị thích món nào thì mình có thể liên hệ với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất anh chị ha. Và nếu mà anh chị nào mới theo dõi video của em lần đầu thì mình có thể nhấn đăng ký kênh, để khi mà em có video mới thì anh chị sẽ được thông báo, mình vào mình xem sớm, để mình thích thì mình ủng hộ giúp em nha anh chị. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video tiếp theo. Và hứa hẹn em sẽ từ từ em sẽ săn thêm nhiều những cái sản phẩm hàng hot hit nhiều hơn nữa, cao cấp hơn nữa, giá nó có thể cao một chút xíu nhưng mà là hàng độc lạ, cao cấp nhiều hơn nữa đến với anh chị, để mà anh chị mình có thể săn tìm hàng những cái món hàng mà ưng ý và độc lạ nhất anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.